sống là phải tận hưởng. Tôi không muốn cả đời cắm đầu học hành mà bỏ qua cuộc sống rực rỡ ngoài kia. Chúng ta chỉ có một cuộc sống thôi mà. Nè, mấy kia đang làm cái gì đó? Nhưng có người thì không nghĩ vậy. Mọi người đã có đề hết rồi, bắt đầu tính giờ làm bài. Hết giờ, cả lớp đọc bài. Bài kiểm tra hôm nay ai dưới 5 điểm thì đầu tiết học sau kiểm tra vấn đáp bài cũ lẫn bài mới, đến khi nào trên 5 điểm thì thôi. Gì vậy? Bữa sau tao nghỉ. Sao lại có người hắc ám như thế không biết. Nhưng không sao, tôi đã có cách đối phó. Ngọc Hân, Lê Minh Khang, Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh có. Hôm nay chúng ta kiểm tra vấn đáp Đào Tuyết Nhung. Không được trả lời chậm quá 5 giây. Em cho thầy biết chống chỉ định paracetamol. Thưa thầy, dị ứng với paracetamol, rối loạn trầm trọng chức năng gan và thận. Tại sao không được uống paracetamol với rượu? Dạ thưa thầy, rượu giúp chuyển hóa paracetamol thành chất NAPQI gây độc cho gan. Trong này ai đã nhắc bài cho Nhung tự giác đứng dậy? Còn nếu không, tôi sẽ cho Nhung một điểm. Cô đừng tưởng như vậy là anh hùng. Cô không có giỏi giang gì đâu. Tôi cho cô một điểm. Thầy cho em 10 điểm. Em về chỗ. Bình sinh tôi ghét cái kiểu thủ đoạn chia cắt tình đồng đội như vậy. Đã thế, tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy tôi không dễ khuất phục đâu. Chúng ta kiểm tra miệng, có ai xung phong không? Em thầy. Hôm nay tự tin lên trả bài à? Mười điểm, trừ 3 điểm nhắc bài, còn lại 7 điểm, em có thể về chỗ. Thầy, hôm nay em có việc xin về sớm, dù gì bài hôm nay em cũng thuộc hết rồi mà. Thời gian không còn nhiều đâu, em đừng có lãng phí nữa. Vậy em về được chưa thầy? Em xin phép. Một điều, thầy nói đúng, tôi chẳng giỏi giang gì, nhưng bù lại tôi có trí nhớ cực tốt. Môn của thầy tôi chỉ cần học thuộc là xong. Tôi tin chắc từ nay
thầy sẽ không còn dịp nào để la mắng tôi nữa. Nhưng tôi đã lầm. Đau đầu quá mẹ ơi. Đau hả? Ừ. Nè, uống đỡ 2 viên đi. Ừ, ok, cảm ơn nha. Sao vậy? Sao vậy? Nhung. Em có biết sáng nay Nhung uống bao nhiêu viên paracetamol không? Lúc sáng em đưa Nhung 2 viên. Tại Nhung nói Nhung bị đau đầu. Cái gì? Em đưa cho Nhung 2 viên paracetamol? Tại sao em làm như vậy? Sinh viên năm 3 mà dám cho thuốc à? Sao vậy thầy? Chỉ là paracetamol thôi mà. Chỉ là đó hả? Em có biết rằng Nhung bị tiền sử bệnh gan không? Mà bệnh gan uống paracetamol là rất nguy hiểm. Cô đang giết bạn cô đó, cô có biết không? Cô chỉ biết nghĩ cho cô thôi. Hỏng hết, kiêu ngạo. Cô tưởng cô học vẹt được mấy dòng như vậy là giỏi giang lắm sao? Đến bản thân của cô mà sinh mạng của cô như cỏ rác, cô có còn lương tâm để mà học vượt cứu người không? Thế còn lương tâm thầy ở đâu? Thầy chỉ biết suốt ngày la mắng, chỉ giết em thôi. Cô tôi không ngờ những người nắm trong tay sinh mệnh của người khác lại vô cùng nhỏ bé trước sinh mạng của chính mình. Theo dõi con bé thêm giùm thầy nha. Dù gì bài hôm nay em cũng thuộc hết rồi mà. Thời gian không còn nhiều đâu, em đừng có lãng phí nữa. Không biết rằng một người lại có thể hy sinh khoảng thời gian ít ỏi còn lại cho những người không phải ruột thịt và lo cho người khác hơn cả tính mạng của mình. Tôi không biết học dược chính là mang trên mình trọng trách lớn lao như vậy. Thầy ơi, em sai rồi. Chào cả lớp, hôm nay tôi được phân công dạy thay thầy Khiêm bài giảng ngày hôm nay. Mong các bạn hợp tác để chúng ta cùng học tập tốt nhé. Sống là phải tận hưởng. Đến bây giờ tôi vẫn chắc như vậy. Có điều sự tận hưởng ấy không chỉ là niềm vui cho chính mình mà cho cả những người khác. Vì tôi biết thuốc cũng có lúc bất lực, nhưng tình cảm chân thành lại là liều thuốc kỳ diệu nhất. Nếu tôi chỉ có một cuộc đời để sống, tôi muốn sống không chỉ cho riêng mình.